đặt bên kia rồi. Con đi thì đi đi. Đi 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 đi. Có rồi này, đếm luôn. Let's go. Vấn đề an ninh ngày nay rất là chặt chẽ bà con. Tại Đức Giáo Hoàng tới rồi nhé. Đức Giáo Hoàng tới rồi, cái vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Và ở đây nấc thang cũng khá nhiều nha. Khá nhiều cho nên không hiểu người thì đi hướng này, người thì hướng khác, không hiểu mình sẽ đi như thế nào. Cứ theo nhóm mình đi thôi.